Lu Church wa Molon Bay hua Saint Paul Alliance Church wa nya da lon thang mai po wod la tao cha mo ilu kong ching la wa ha ke yong xia wa ya la hua ground breaking celebration kho na ya ek ha wa vi la ya la mo wa ilu tua che la tao la cha members cha da a Lu Church na le ku pi nya da tao xiong yi che po yi ya tao la la thong da le ku yo tao tha a wa mo le na sha ai ke tia la mo bia tao lu che tao la yena ta ka na le ku la mu yo to i kha a wa mo le na chau ai ke la ti chau la kha a tia tan tho ya mo le ko pe ai ke nya chong da le lu lat le cho member ku pi le na pe pu le to mu ti chi nya la chung a tia na le cho member ku ye mu sa na pe sia le wa le ku sai ton si la yena le the le la mu chua che yo le cha the le yo pa to le cho member si lại thế này là một tài cả tàu lên đấy trâu lan nha thiên gì cho member ý lan tận gì thế lại cũng mua lên đấy nha xa lan tờ cho là một quả tàu ý lúc chế và nên nói dù mới sai thì giờ mua lên đấy bao nhiêu pa tờ square feet nhớ trâu đấy lấy lúc lọt nó thì là bê mong TV của tàu là một trò tàu tổ chức nhớ trâu đấy có project nào chỉ thả mình gì thế chỉ tạo lên đấy bê của chuyện đó cho và sư phụ bê từ sư phụ và nhớ trâu lúc trước nào chỉ thả mình gì sao kỳ nào Tao hang lia mo lin pe pra chou lun zi tia pe ha mo ai lu wan gym le ya lu pe hu ha tia da da multi purpose building na luon da ya tia ka tang tong ja tong wa kwa mo de mi ka de folding chair na ka yin tang to lin op ha lu tho tia so luon gym na yin ya yi chou chi le chou chou feed by e po nang go feed je yin ya lock ke tia ke wa na chen de che la pe je wa yu lo chou plo po lu tia chẳng để chơi thế chạy pe họ mua ra cái tờ đó xa nút to à xa được số đó lận cái xa hai tiền pe nút thì pe tờ pe hở chạy pe tờ đó xa nút to thì xa nút bông ok lận ta chỉ nói pe cho tờ đó xa nút bông bây giờ mà có con trai và tụi trẻ của ta thảm đau rồi thì hai trong là lúc project đó nè để chơi hai trò xa kiến trang giờ cái chơi con trai này thảm gì hai tiền nhớ rồi này xa và cái cho khi là này mua số số nút lịch trả thì cái cho khi này họ mua lịch trả ở đợt này pe lần này này tôi học qua sư hơn rồi có khi các tôi học qua sư hơn để lịch trả rồi thế nè cũng kia hai trò kiểu sư chỉ có tôi vừa lúc có chưa xong nó lại thế nên có xong nó ra thì cuối cùng để kêu là chắc thì cuối cùng là tôi pe cho rồi nhà cũ ở trong cầu trí của tôi xong là thầu xong chưa chịu gì là sao tôi tặng cho nó mà thì chỉ còn là một số trong phần trình nó chỉ nhưng có tới ít xong đâu nó sư nhà linh đó sư cô lấy từ của nhà pi sư ô tô ít xong đâu bên tôi bây giờ chúng tôi xuống lúc vẫn sáng để theo bên cũng mua và thầu luôn ra thì ở nhà lúc vẫn sẽ này để theo thế nào cái bây giờ cũng sư này cái cờ mà nếu mua người ta hai theo chỉ biết chỉ một cái cờ cho dù là xuống lúc sáng để đi theo nhớ cho biết bên trên nó chỉ biết mua ba healthy family nhà thì biết là nhà ít cho chỉ cho là chỉ cho chúng phát chứ là chỉ biết cũng một cái chỉ coi dù lúc cho lúc gì cái sự kiện gần thế cái khởi nghiệp gì chuyên nghiệp gì thì còn dù bao sĩ nhà sao với họ tay mình rồi dù cho nghệ sĩ tu nào mà thì biết cũng một ba họ để healthy family nó là cũng đeo mình chỉ cho tay mình tu nhiều lắm trong cái sự kiện gần thế cái khởi nghiệp gì thì nó lấy mua thì nó nhà cho họ thế cứ bỏ ra cái lúc chuyện nó yên lo lo hay mà ha cũng nhà the way they worship ni tsar le the other church ku mo nya before na so new very exciting ha ni gear towards the generation ku yo lu ta shona okay. So it's something that this generation la nya the older generation la nya na and so it's very exciting looks like it's a few thousand and other bags Thank you. 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 Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Okay. Sanctuary, but I see people backed up out all the way out the doorway and realize the need that you have. And I think that you, as you go forward, over the years that it'll take to pay off your mortgage, will time and time again remember this day and the good that you have brought forward, not only to your church, but to the community. Because here in the church is where you have a chance to build relationships, to understand each other. Two reasons why we want or need to expand our church. The first reason is that we want to continue to meet the needs and serve the members of our church. 被杀过，被扳倒，抽刀被叫去救，叫做不成了。